con chào các bác nha. Này mấy cái xuồng với xưởng mới trở lên một đống luôn nè ha. Rồi đầu tiên là mấy cái vỏ lãi, rồi vỏ lường đầy đủ hết. À, tâm bản 5m4 bên em về hàng đủ nha. Cái này là chiên loại đi câu cá nè, nó có vách ngăn giữa. Rồi qua bên đây là cũng mấy vỏ lường vừa cỡ 4m2, 3m5, 4m5 nè, để cho các bác đi từ 1 tới 2 người là đầy đủ nha. Tại cái này á, là nó có cái hộc riêng để câu nè. Ví dụ các bác yêu cầu thì các bác hay trả phí thêm làm cái nắp cho các bác ha, cái nắp để này để kia rồi đó. Rồi vô trong đây. Và vỏ lãi bên em nên hàng dày lắm nha, cực kỳ đẹp. Đó, quay gì cho các bác thấy rồi ha. Rồi trong đây là mấy cái tâm bản bự nè, cái này vỏ lường bự nha các bác. Vỏ lường này 5m2, vỏ lường 5m2. Này tâm bản là mình không đặt máy được, cái này chèo tay. Em có làm hai cái chỗ để tay chèo cho các bác nào dùng nào mà hay chèo chống hai cái tay nặng lên đó để chèo. Này tâm bản 3m6, này đi được 1 tới 2 người nha các bác. Rồi mấy cái đem qua mình đem quay cho bác mấy cái vỏ lường. Vỏ này chắc cũng 3m5, 4m gì nè. 3m5, vỏ lường này 3m5 nha. Là mình đi được từ 1 tới 2 người luôn, rồi còn 4m2 đi 2 3 người. Rồi trên đây mấy cái tâm bản 4m5 nè. Ví dụ mà các bác nào có cần thì cứ liên hệ cho em gửi hàng tới nhà nha. Qua số điện thoại là 02703948999. Giờ kho xuồng trong đây nhiều loại lắm. Để giờ em vô quay sơ sơ cho các bác xem ha. Đâu ngồi giữa đường không có. Cho anh điếu rồi. Rồi trong đây mấy cái cano. Cano loại 4m5. Cano 4m5 này ha. Rồi vỏ lường, vỏ lãi. Nói chung là kho đầy đủ vậy nè. Các bác có cần thì cứ liên hệ qua số là 02703948999, em chở hàng tới nhà cho bác luôn ha. Trong phạm vi 30 km đó là em miễn phí vận chuyển nha, em ở Vĩnh Long nha các bác. Còn ví dụ mà sao quá thì các bác phụ phí em thêm vài trăm ngàn để em chở ra tới chỗ các bác nha, ở đâu cũng chở được hết trơn á. Rồi ok, cảm ơn các bác đã xem video nha.